Đây, tiếp tục đang tiến vào hang ông hổ. Ông hổ qua đây là ông hổ bập. Ở đây có thần Ngọc Hoàng nè. Đường xuống hang ông hổ. Ở dưới đây còn bầy khỉ nè. Mày đứa đi sao nè, dì ba đi trước cho, đi từ từ. Đừng có đi gì đó. Từ từ thân ai vậy? Vĩnh đây nè. Vĩnh cây nè. Tường vĩnh đó con, để mày chọc cái mày chậu với mệt à. Su 30 mà tập bắn ở đây ngay sát bên nè. Trời sát bên, ủa mới thẹn thẹn cái đầu nó ở sát bên. Hai mũi yếu yếu không dám ngầu luôn, sợ trúng đích. Đợt nào mà nó bắn đạn thật là nó phải kêu dân di tản lại đi. Trời ơi, dân trúng. Đợt mẹ nó dẫn thành đi qua đất á. Thẹn 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 lát đổ mà nó bỏ nó giọt. Thôi 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 về về về. Cái này không được rồi, về chạy luôn hả? Chạy luôn. Sợ sợ lát chúng chết ảnh chết nhát không thấy gì nữa. À ở đây có cây chôm chôm rừng nha các bạn, nó rụng xuống đây rồi. Đâu kè 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 chính đó lõm chính luôn kè đó, cái cây đó đó kè kè chôm đỏ đỏ đẹp không phải không, mới nhìn dưới đất là biết liền. Chôm chôm rừng nó ăn chú lẹ nè nè nó nè nè. Cái thứ kẻ trong gãy bẻ hả? Ừ. Ôi ông Hải còn một cây trong đó kìa. Con chua lè. Nó lộm ở trong kìa. Ừ. Đi, ai làm ăn? Trời ơi, có khách bán ký bạn chục ngàn lúc này. Trời ơi. Đừng leo bẻ không cũng mệt. Đi tham quan cây đó mới được. Coi cho kỹ tình hình. Điều lính đi. Đường xuống là dốc đứng đó ha. Ừ. Mấy bà già xuống mà bò lên hơi mệt á. Bên này núm nó mọc là hái không kịp luôn. Hái liền tay liền tay luôn. Bên này cánh đây hả? Ừ. Con Lan với chị Hằng có hẳn hái là mấy chục cái đồ. Ừ. Mẹ. Kể đi mèo tới. Nó xuống nó kiếm chuột á. Giờ làm gì thì đó đi đâu phải được như vậy. Có con mèo đen nó tránh hả? Ở đây bộ cái cây này dữ lắm sao mà trái nó rớt đi hoài ta. À con biết rồi, chỗ này là tao. Ừ, con mèo nằm kìa. Mi 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 mèo mèo mèo. Nằm nó con chuột nó bò ngang rồi là chết chậm nó liền. Đây đã tới đền thờ an hang hổ. Đây thờ mẹ thế âm Phật Tát. Hai ông hổ, hổ bạch, hổ vàng. Phái đoàn xã Thành Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang lưu niệm. Ăn bạch hổ núi cấm. Chúng để con cái coi tượng hổ ngang đường vô. Dạ, vô vô. Quay vô
cái đó là vô lúc cái giống luôn, lòn sâu sâu giống rồi, giờ nó không cho vô. Rồi đi ra ngoài. Vậy là chặn lại. Con thấy cái nó tỉnh nó đẹp ghê luôn. Ở trên đây kìa. Thằng bằng luôn. Mang đi đi đây thôi. Bạch hổ. Mang đi, lát nó dính đất. Mang đi, để hồi dính xìm mang lên chảnh trên dưới cửa luôn. Cái này là cái gì hả? Cái đầu đớp. Đốt với dây với tiền cúng á. Tôi làm chỗ cúng với tiền đây mới đốt nè. Không, không bị cháy rừng. Rồi, lên.